Đấy là tình lưu lịch sử tại bản Hoa Sơn. Tình lưu lịch sử. Đấy là tình lưu lịch sử. Có những cụ già cụ bà là cụ sống với 80 năm rồi mà chưa thấy lần nào như thế này cả. Chưa thấy như thế này đó bà này. Toàn bộ bảy tối hết. Bắn hết, không còn cái gì nữa luôn. Nhà cửa này, bàn tay này. Ô tô. Các bạn này, xe ô tô này. Ngập lụt hết. Quá tang thương. Không biết điều gì đang xảy ra đây. Toàn thầy này, không thể hình dung được. Đấy là cái sân Vân Đồng. Sân Vân Đồng mà bây giờ đất cát phủ băng hết. Bây giờ chỉ cầu trời cầu đất làm sao đừng có mưa nữa thôi. Cầu trời cầu đất cẩn trời cẩn đất. Duy nhất có cả là nữa thôi. Còn nếu đang mưa đang lù ổng thế này đi. Ở hình dung điều gì không xảy ra còn. Bắt rồi biển lớn ai chứ nhận đây cũng cho mà. Đây cũng vượt thế hả? Tôi đi mô rồi. Trời ơi. Tính này người này tới quán ban ngành này. Và mà ủng hộ cho người dân. Người dân nói là hồi là đôi mua hết để hai con lại để nuôi chơi chơi. Đây là một thanh niên nuôi lợn mà lợn nó bị trôi mất là những tâm sự. Trời ơi bà con ơi, không thể hình dung nổi các bạn. Không thể hình dung nổi được. Ngôi nhà kia là vợ chồng chúng tôi ở bây giờ đứt hết rồi. Tám cửa nát nhà hết rồi, cửa kiệt búng hết rồi. Đầy búng hề tô chân tốn bãi hề tô. Chưa lại lên tiệc bên đây. Cái này chuồng là lên tiệc. Mứa tiệc đi. Lên tiệc. Ôi, quá kinh rồi nhưng mà con ơi. Lần đầu tiên trong đời. Và nếu mà đi thì hắn cũng đi được. Mà nó chịu đi. Thôi, thôi. Không chịu đi. Đồ thắng đi là có tao dương rồi. Theo nữa anh anh. Ngoài nữa, đi theo nữa. Thằng nữa. Không, hắn lên chỗ nhà anh. Lên được cái gì? Ờ, thằng nhà anh. Ờ, thằng nhà anh. Ờ, thằng khổ bà con ơi, này tan hoang luôn, chưa biết mà chưa dừng lại đâu. Con lợn ngoài là vô mà làm thịt, anh còn được con lợn ngoài ở đâu? Như anh nhận cũng cho con lợn anh mà thấy con như anh nhận cũng cho lợn anh đang đính bỏ con lông bỏ đâu. Kinh khủng quá bà con ơi, quá là kinh khủng. Thế nào hiểu thế nào là lù ổng lù quẹt. Đời tôi 42 tuổi như gặp một lần, cả đêm thức trắng.